sẵn. Ngày xưa ngày xưa, có một bà lão sống ở nơi sâu nhất của một khu rừng. Nhưng bà ta không hạnh phúc vì bà ta đang già đi. Bà ta luôn phàn nàn về điều đó. Trời ơi, tại sao mình lại già đi? Hãy nhìn mặt mình đi, tất cả đều nhăn nheo. Và bàn tay của mình, mọi người đã từng ngạc nhiên khi thấy bàn tay vô cùng mềm mại. Mình từng có vòng eo nhỏ nhắn, bây giờ lưng mình thì còng và không ngừng bị đau nhức. Mình sẽ làm bất cứ điều gì, làm mọi thứ để được trẻ trung lại. Bà lão cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này. Mình sẽ làm bất cứ điều gì, làm mọi thứ để được trẻ trung lại. Đột nhiên, đất trời tối sầm lại và sét đánh ầm ầm. Một phù thủy xuất hiện từ tia chớp sáng rực. Vậy là ngươi muốn được trẻ lại à? Phải, tôi rất muốn điều đó. Và ngươi sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Phải, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, mọi thứ. Ta sẽ làm cho ngươi trẻ lại, nhưng với một điều kiện. Là gì? Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Ta sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho ngươi, nhưng đổi lại mỗi tháng ngươi phải đưa cho ta một đứa trẻ được chăm bẵm đầy đủ đó. Bà lão ngạc nhiên trước yêu cầu kỳ quặc này. Được rồi, tôi đồng ý. Bà phù thủy ngay lập tức vung đũa thần. Bà lão bỗng lấy lại được tuổi thanh xuân. Bà ta trẻ lại và xinh đẹp. Nhưng bây giờ bà ta cũng là một phù thủy. Đừng quên lời hứa của ngươi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Bà phù thủy biến mất. Mặt trời ló dạng, bà lão rưng rưng khi ngắm diện mạo mới của mình. Nhưng sau đó, bà ta bắt đầu suy nghĩ. Mình đang ở giữa khu rừng. Mình phải dụ dỗ bọn trẻ thế nào? Đây là nơi không ai đến cả. Để mình nghĩ nào. Làm thế nào? Giờ sao đây? Mình biết rồi. Bà ta quyết định làm một ngôi nhà bánh kẹo đẹp đẽ để thu hút trẻ em. Bà ta bắt tay vào việc chuẩn bị mọi thứ. Chẳng bao lâu sau, bà ta làm một ngôi nhà bằng kem trên mái nhà, cửa sổ gắn đầy kẹo và cả một bức tường bánh ngọt. Thế là bà ta bắt đầu bắt trẻ em. Nhưng sau một thời gian, bọn trẻ không còn đến chỗ bà ta nữa. Tháng này mình chưa tìm được đứa bé nào cả. Mình sẽ phải làm gì đây? Tôi đã bắt gặp hai đứa trẻ nhỏ trong rừng, thưa bà. Tôi cố gắng đưa chúng đến trước cửa ngôi nhà. Giờ chúng đang ăn bánh và kẹo, mau đến đây. Hay lắm! Người làm rất tốt. Bà phù thủy ngay lập tức chạy ra ngoài và nhìn thấy lũ trẻ đang ăn. Xin chào các cháu. Thưa cô, bọn cháu rất đói. Vì vậy bọn cháu đã ăn bánh kẹo ngọt trong nhà cô. Xin cô tha lỗi cho bọn cháu. Đừng lo, các cháu cứ ăn đi. Nếu các cháu không có nơi để ở, có thể ở nhà của ta. Cảm ơn cô, cháu tên là Hansel. Và đây là Preto, em cháu. Ta ở đây một mình rất là buồn chán. Các cháu vào đi, chắc các cháu lạnh lắm. Ở trong nhà còn có sô-cô-la nóng đó.
Hansel và Gretel rất vui mừng. Người phụ nữ trẻ dẫn chúng đến giường nghỉ ngơi và đưa cho họ sô-cô-la nóng. Hai anh em chìm vào giấc ngủ êm đềm. Mau thức dậy, trời sáng rồi, chuyến ghé thăm đã kết thúc. Hansel, mau đến đi. Vào cái lồng đó đi. Điều gì đang xảy ra? Tại sao cô lại nhốt cháu? Anh Hansel, em sợ lắm. Đừng rên rỉ nữa, ngươi quá gầy Rachel. Nhanh vào bếp đi, ngươi phải nấu ăn bồi bổ và sau đó ngươi và anh trai ngươi phải ăn hết. Rachel bắt buộc phải nghe lời bà ta. Cô bé vào trong bếp và bắt đầu nấu ăn. Hansel giữ một ít thức ăn trong túi của mình để không bị tăng cân. Rachel cũng ném thức ăn của mình vào thùng rác mà không để mụ phù thủy nhìn thấy. Các ngươi vẫn gầy quá, các ngươi cần phải ăn nhiều hơn. Nhiều ngày trôi qua và cuối cùng ngày phù thủy hẹn đến lấy những đứa trẻ đã đến. Đã đến lúc dâng các ngươi cho phù thủy. Ngươi sẽ phải nấu một bữa ăn thật ngon. Mà chờ đã, ta sẽ nấu một bữa ăn để gây bất ngờ cho phù thủy. Rachel, mau cho thêm củi vào lò đi. Vâng, thưa cô. Rachel nhìn vào trong lò và ngọn lửa đã bốc cháy. Ngay lúc đó, cô bé nảy ra ý tưởng để thoát khỏi mụ phù thủy. Cô ơi, lửa sắp tắt rồi. Nhưng cửa lò lại bị kẹt, cháu không mở được. Cô giúp cháu đi. Đứa con gái vô dụng, cứ để ta. Bà phù thủy cúi xuống và thử mở cửa lò nướng. Cửa không bị kẹt. Ngươi không thể mở bởi vì ngươi quá gầy yếu và vụng về. Bà ta cúi xuống để kiểm tra ngọn lửa. Trong khi đó, Rachel loạng choạng lùi lại và dùng hết sức mình để đẩy mụ phù thủy vào trong lò lửa. Anh Hansel, cuối cùng chúng ta cũng được tự do. Bà phù thủy sẽ không thể ra ngay được. Em gái yêu quý, em đúng là một cô gái thông minh. Em đã cứu được chúng ta. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay anh Hansel. Nhưng trước tiên, hãy xem có gì trong căn phòng mà bà ta dẫn khóa. Khi Hansel và Rachel bước vào phòng, họ nhìn thấy một cái rương chứa đầy vàng bạc châu báu. Chúng ta hãy cho tất cả vào trong túi và mang hết về cho cha. Sau khi bỏ số vàng vào đầy túi, họ lấy tấm bản đồ của phù thủy và về nhà.